Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 3, tại khu du lịch Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng còn gọi là Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ rõ hơn về các vấn đề có liên quan đến việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Theo ông Huỳnh Uy Dũng, mục đích buổi gặp gỡ chia sẻ được xuất phát từ việc chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời cho các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ và xử lý tình trạng loạn thần y trên mạng xã hội như hiện tại. Theo đó, ngày 30 tháng 3, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sĩ Hiệp có văn bản số 2154 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin loạn thần y trên mạng xã hội. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý xử lý phù hợp với tình trạng tự xưng thần y trên mạng xã hội ông huỳnh uy dũng cho biết vợ chồng ông vô cùng vui mừng khi thủ tướng đã có chỉ đạo kịp thời cho bộ y tế cùng các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý tình trạng thần y tự xưng và những địa chỉ chữa bệnh nan y tràn lan như hiện nay theo ông huỳnh uy dũng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ kịp thời với hy vọng các cơ quan chức năng sớm làm rõ xử lý nghiêm các thần y ảo nói chung và thần y tự xưng võ hoàng yên nói riêng chia sẻ về ông võ hoàng yên bà nguyễn phương hằng cho biết vợ chồng ông bà đã bị ngộ nhận về người tự xưng là thần y này bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Ông Võ Hoàng Yên đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng ông bà để lừa đảo số tiền hơn 200 tỷ trong suốt hơn 10 năm qua. Theo bà Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để xử lý đơn tố cáo của bà về các hành vi lừa đảo tiền bạc cũng như cách chữa bệnh mờ ám của thần y này qua vụ việc này vợ chồng ông dũng lò vôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ mọi thông tin về thần y võ hoàng yên về cách chữa bệnh thiếu minh bạch phản khoa học như đã từng xảy ra cả những món nợ mà ông võ hoàng yên bị tố cáo là lừa đảo vợ chồng ông dũng lò vôi